Đây nên thấy còn. Ủa đâu ta? Đây. Một con đầu tiên của chú anh chị. Này ít đực hết cái đây. Ít đực. Rồi. Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ha. Thì bữa nay nên tiếp tục qua xã Đa Phước. Qua xã Đa Phước chiến ếch tiếp ha cô chú anh chị. Hôm nay nên vừa túc cái ngục vừa bắt luôn. Đó, đây người ta đang lên nước nè. Lên nước được miếng này. Miếng này chưa hết miếng nữa. Cái miếng bên kia cái ngục nên đăng ở trong đó kìa. Đó, giờ này gần 2 giờ rồi của chú anh chị. Gần 2 giờ rồi mà trăng chưa xuống. Bữa nay chắc trăng 2 giờ xuống. 2 giờ là trăng xuống rồi. Mà kêu thưa, kêu cũng im lắm nhưng mà nó không có gỗ, chưa gỗ. Này chắc nên nghỉ trời xuống trăng á, cái nó mới gỗ. Cũng chưa vô cặp luôn. Mình để đây mấy cái, với nền túc ở bên vườn mít mấy cái nữa. Mấy cái cái ngục nữa. Mình đăng hai hướng luôn. Ở đầu còn như là đi bắt. Khúc ở ngay trăng trên đó chưa có nước. Nước mới cái khúc dưới này à. Rồi thôi để chừng nào có rồi mình sẽ chia sẻ tiếp ha cô chú anh chị. Đây mình mới phát hiện một con. Giờ này 2 giờ mấy trăng xuống. Mình là chưa thấy cặp. Mình mới thấy nó nằm mới đây vô cặp rồi cô chú anh chị. Một cặp đầu tiên ha. Cặp đầu tiên. À, cái chân phào một cặp đầu tiên cho đội bạn tưởng bây giờ này mà chưa vô cặp nữa. Kêu cũng im lắm luôn nhưng mà sẽ vô cặp yếu quá. Nó kêu cái miếng xài rồi nhóc luôn cái miếng xài rồi trong á. Mà kiểu miếng đó có nước thì hơi mà kiểu miếng đó nhóc. Rồi thôi để gì nào có nữa nên chia sẻ tiếp ha. Nên mới phát hiện đây nè. Nằm kế cái lò của nên luôn. Không biết cặp hay lẻ đây. Cặp luôn của chú anh kia. Nó đực nhỏ. Nó leo dính cái ngắt con ếch luôn. Nên thả ếch đực cho chú anh chị. Quý dữ rồi. Thả ếch đực. Bắt ếch cái. Rồi thôi để gì nào có nữa nên chia sẻ tiếp ha. Giờ nên chưa gặp rồi. Nãy nên nghe kêu đâu ở đây một con nè. Mình nên gọi không thấy. Nó hụp xuống rồi. Nằm cái lo nên mẹ lo nên để. Giờ này cũng 4 giờ ngoài rồi cô chú anh chị. Nên nãy giờ bắt không được gì hết trơn. Kêu thì im lắm nhưng mà nó kêu trong cái miếng lúa xài rồi nè. Ở đây ngay chăng đánh đèn lên gọi là miếng lúa này xài rồi nè, còn đây là chưa. Bơi dắt vào ra ngoài đó là miếng lúa xài rồi dài vô tới trong luôn. Cái chân đó cục ếch im nữa mà người ta xạ rồi rồi. Nó kêu cũng nhóc hết trơn, nước rịnh vô á. Nó kêu nhóc hết trơn luôn. Mà nên cũng không dám lội vô bắt. Người ta xạ rồi thôi. Nên bắt vòng vòng ngoài. Gà cặp cũng yếu xìu của chúng chị. Nên bắt được có mấy cặp mà. Rồi xong luôn. Nên bắt được có 2-3 cặp gì đó. Vậy đó. Rồi thôi luôn, với nãy có đồng nghiệp bắt nữa, thấy vậy thôi nên đi vô nên đem nhường cho đồng nghiệp quặng luôn. Mấy cái cửa ngục bên đó nên con gì vậy? Còn những mối, hết hồn mình tưởng nó con gì.
Rồi có đồng nghiệp quằn nữa, đồng nghiệp đâu mất tiêu kìa, đồng nghiệp tắt đèn ngồi hay gì, chắc tắt đèn ngồi nghỉ mệt trời canh hay gì. Rồi thấy gì thôi nên đi vô 4 giờ mấy rồi, nên vô kêu bà xã nên thức dậy bạn đi thăm mấy cái cửa ngục luôn. Nãy nên cuốn mấy cái này nè, cuốn mấy cái này có nè, nên chưa có lấy ra. Cái này được mấy con vậy, được con ếch cũng bự. Đường con ếch cũng bự, nó nhảy. Cái này được 3-4 con vậy, đùi này cũng vậy nha. Ếch đực đùi này như có 2 con hay gì, đùi này được 2 con. Để đi, giờ lên thăm mấy cái cửa ngục ở Tà Cập Dừng Mít nè. Giờ thăm mấy cái đó để bà xã lên dọn dẹp xong cái đầu cái đi. Đi ra thăm hả cô chú anh chị. Đấy. Cái này có không biết. Ừ có, nhảy kìa. Miếng này kêu cũng được lắm mà không thấy ra cặp như đây cơ. Đèn còn hay gì nè. Phải không biết. Ừ chắc không phải rồi cô chú chị. Không thấy nên không thấy nó hụp xuống. Không thấy nó hụp xuống chắc nghi không phải à. Thấy sáng cái chá. Không phải. Được mấy con? Cầm sao nữa? Đi xuống vậy? Nó có 2 tay ta hả? Được 2 con hả? Nhiều xíu bỏ đi. Nhỏ bỏ đi. Xin lỗi. Hai con nhỏ luôn. 3 con mà bắt được 1 con. Kệ đi. 3 con bắt được 1 con. Bắt được con ếch cái, bỏ con ếch đực. Đây có nữa nè. Ếch mới đẻ hôm qua, đẻ đợt trước. Cái chỗ này nên có túc hết lần này nè, nên túc lúc bơm nước dịch, nên túc lúc ếch nhỏ, nên túc lúc bơm nước dịch. Giờ nó giờ người ta lên nước xả lại nè, giờ nên làm lại, làm nữa. Nó chứ đâu hết ếch được đâu cô chú anh chị, còn nữa, còn trong vườn nữa, mà nó không ra. Miếng này lúc trước nước dịch nên túc với anh Nguyên này kia rồi nè. Đó bà cũng còn phải không? Nó nhỏ xíu gì vậy? Nó xíu. Xíu thải. Nãy giờ mấy con nhỏ nhỏ nên thả 3 con rồi đó. 3 con dưới nãy bên kia nên thả mấy con nữa. Quán vô. Có con nhỏ à vậy? Gì à vậy? Nằm dưới đuôi rồi. Đi, đây này. Này thấy nó nhảy nữa nè. Đó có con cũng được hay gì, nhỏ luôn hả? Nhỏ luôn, bỏ luôn.
ba bốn con luôn mà nhỏ nhỏ không. Vô chút chút không à, xíu bỏ luôn đi, lỗ luôn rồi. À, ai hai đuôi nên thấy nó nhảy cẩn 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 nhóc hết trơn mà tàn chút chút không. Này chắc có bự nè. Như thế thấy chút chút không, có con đó, có con hơi chậm đó, hơi bự đó. Được con một, ba bốn con bắt được con một. Thua luôn. Được hai con hả? Gì đâu nhỏ nhỏ mà tràn. Tên gọi nên gọi gọi thấy cặp nào không? Không thấy cặp nào chứ. Đó có gì đó. Có không? Nhỏ nữa hả? Nhìn đâu ít nó nhỏ không kìa. Thua rồi. Ừ. Nhỏ mà. Rồi, cái này lỗ luôn, lỗ sâu luôn. Lỗ nặng luôn rồi. Đuôi nào cũng có trơn á mà nhỏ có chứ gì. Đó có mấy con đó. Chui đầu ra luôn hả? Ừ. Đi ghê. Ừ. Thua. Rồi bữa nay thắt thu luôn. Tặng ít nhỏ mà. Bữa hổm mình túc cũng ít bự bự không chứ. Đó đầu kia có đó. Rồi để nên xử lý mấy cái này cái cô chú kia. Hai vợ chồng nên nãy giờ cũng xong rồi. Kết quả bữa nay thu lỗ nặng rồi cô chú kia. Hôm nay lỗ luôn. Hôm nay queo gâu rồi. Được chừng 2 ký ếch. Được có nhiêu nè. Dính cũng nhiều lắm mà tại ít nhỏ nên thả chưa. Nên thả ít nhỏ chưa. Còn được có nhiêu. Lúc bơm nước dịch đó nên túc được nhiều lắm. Nên dính nguyên rồi. Túc nhiều. Giờ lên nước chục xạ mà không ra nhiêu chứ đàn ra ít nhỏ mà. Ít lớn làm như khôn mà. Còn kêu im dữ lắm luôn mà cũng không ra cặp nhiều hết. Phải mà nên không có mắc đi, không mắc về gom gặp chuột là nên để, nên chưa cuốn đâu, để ấy án chút rồi. Tại chăn nó xuống trễ của chú anh chị, nhiều khi ếch nó ra trễ không chừng. Còn kêu dữ lắm luôn. Còn kêu bên đây cũng còn kêu, bên vườn mít cũng còn kêu, rồi với bên đây cũng còn kêu. Nhưng mà nên về, nên tranh thủ về còn đi gom gặp chuột nữa. Tại cái nên đặt gặp chuột á. Đặt gặp chuột trong Thala, từ trong Thala chạy về đây cũng xa. Cũng mười mấy 20 cây á. Nên chạy về đây á. Ờ cỡ 20 mấy cây. Từ trong chỗ nên dựng chạy á. Chạy ra đây là cỡ 20 mấy cây á. Tại vì nên tranh thủ về. Rồi về để giờ hai chồng nên sẽ tranh thủ về ha cô chú anh chị, về chắc lên xe hết trơn à.
vô quá gió à. Vô đồng này gió ghê luôn cô chú anh chị. Gió là hầu như là nên nghĩ là gió từ sáng mà tới chiều tối luôn, tới tối luôn, không không khi nào không gió chứ. Phải, nó vẫn nóng mà. Nó cũng hanh nắng. Phải che cái mâm lại gì nó nóng mới được. Dạ. Không che cái mâm lại là nghỉ nấu luôn á. Đàn qua đàn lại nấu lâu lắm. Lại. Hao ga. Hao ga. Tết khô bẹt. Nên trừ lại sáng nên trừ lại vài con của chúng chị. Trừ lại vài con ếch nè. Rồi kho quẹt, kho tiêu ăn. Ếch kho tiêu. Ếch kho tiêu ăn cơm của chúng chị. Giờ này thì cũng chưa. Tại sáng về cái nên ngủ một chút. Thức dậy. Đồng nay ta cắt hết trơn rồi. Ta chuẩn bị ta đốt gom. Đốt gom là ta cho vịt ăn. Vô tới tới chừng mà đồng này cho vịt ăn này kia là vô tới chăn này, vô chăn này. Vô chăn là hết bắt ếch được rồi. Ngưng vô chăn ngưng vài ngày. Vô chăn có chăn cái ếch nó nhát lắm, nó ít gà lắm cô chú anh chị. Bắt cũng có gì mà không có được nhiều chứ. Gà xìu. Nào gà chăn nó mới gà mạnh lại. Thôi vậy đó, hồi cái để tiêu vô. Xịt tiêu lên. Xịt tiêu ớt cay cay. Hành lá. Rồi ăn cơm. Ăn cơm, ăn cháo rồi cũng ngon. Rồi, cái món ếch đồng kho khô, kho tiêu xong rồi cô chú chị. Ăn cơm với dưa hấu ha. Đây thì nên cũng mời ông bà, cô chú, anh chị mời ba mẹ dùng cơm với vợ chồng nên ha. Ông bà, cô chú, anh chị ăn cơm. Cái gì nữa không? Có ớt, có tiêu và có cái. Bữa nào mua xài? Bữa nào cóc và lọc á? Không. Bà là lông. Bà nó hay cái sợ lực cho ăn không? Bộ. Lòng bỏ là gió thoáng mát rồi. Tháng hạn này ra lòng bỏ là đỡ tốn tiền đỡ tốn tiền điện lắm. Gió hụ 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 kia.
rồi, chứ thấy mình ở trong này à. Gần đó cây cà, cây sóc, cây cà hay gì đó. Phải không? Cái lộ trắng trắng ha. Cái này có trăng cái ếch nhát đó. Tối 2 giờ. 2 giờ trăng lặn. Mà giờ đó mà trưa mà nó bắt hình như tới 2 giờ mấy luôn mình mới thấy được cặp, mà bắt được có mấy cặp à. Ừ, xong rồi đó. Rồi tới thấy có đồng nghiệp quằn thấy đi thôi, nên không có quằn, không để cho đồng nghiệp quằn luôn. Mà tới đồng nghiệp thấy bắt cũng ít, cũng được coi chừng có tiếng ngoài tí tí mấy. Tới dính cũng miệng bộ cải ếch nhỏ luôn, mình thả luôn, đuôi nào cũng có chứ. Ếch nó nhỏ, nhỏ rồi nên thả. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà mình xem video vui vẻ, bye bye. Chúc cả nhà.